Chào cả nhà, công việc tiếp theo của mình là mình sẽ cấy lúa, mình sẽ dặm lúa cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ nào còn nước á, mình sẽ dặm chỗ đó. Chỗ này trống lại còn chút nước nè cả nhà, mình sẽ cấy chỗ này. Mình sẽ bắt đầu dặm chỗ này trước mọi người. Mời mọi người cùng mình làm nhé. Cách dặm lúa là mình thấy chỗ nào nó lúa dày á là mình sẽ bứng chỗ đó, là mình đem thả. Ví dụ như chỗ đây nó dày, mình bứng chỗ này đó, mình sẽ đem qua chỗ này mình thả, cứ tiếp tục cho đến đất trống này nó phủ đầy lúa là thôi. Mình cứ bứng từ xa, từ chỗ nào nó có lúa dày nha cả nhà, sau đó mình bứng vô này nè, là mình cứ thả đó, mình bứng mình thả. Ví dụ mình bứng lúa bên này đó, mình sẽ đem tìm cái chỗ trống á, chỗ không có lúa, ví dụ chỗ đây mình thả cho đây, cứ tiếp tục như vậy bứng thả đó. Bây giờ mình tìm cái chỗ nào lúa dày nhé, giống như đây nè, đây nè, đó. Đây này nhé, thì mình bật cóc về nè, mình cứ đem chỗ nào kia kia không có lúa trống mình thả, cứ tiếp tục như vậy đó cả nhà. Giờ mình sẽ trồng nhé, mình sẽ dặm nhé. Các bạn thấy không, thấy mình làm không, mình có nước á, mình làm rất là nhanh. Các bạn xem thấy đó, hồi nãy đất chỗ này là trống nhá, bây giờ lại phủ đầy lúa rồi cả nhà đó. Các bạn xem đó, hồi nãy là chỗ này giống như chỗ này nhá, đó trống đó, không có lúa nha đó. Mình sẽ bứng lúa từ chỗ khác rồi mình thả chỗ đó, cứ tiếp tục như vậy là cây lúa mình nó sẽ phủ đầy cái đất trống đó cả nhà. Hả? Người làm nông thì mình thấy cái lúa mình thưa quá, cái chỗ không có lúa mà chỗ lại dày lúa, thành ra chịu khó làm như vậy đó. Hôm nay mình làm như thế đó, giá như ở ruộng này có nước nhiều á là tí mình làm nó sẽ phủ đầy cái chỗ trống đó cả nhà. Mình chia sẻ cho các bạn xem công việc của mình ở chỗ thứ hai, ở chỗ mình là như vậy á, chắc cái chỗ khác cũng vậy thôi. Những người mà làm nông á họ cũng sẽ làm giống như ở chỗ chúng tôi thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dặm nhé. Gieo trong nước mắt sẽ cắt giữ ca mừng, người ra đi gian khổ sẽ về giữa tiếng reo. Hôm nay ta lo toan mồ hôi lá chát rơi, mai đây ta hân hoan ôm về bóng lúa tươi cười. Người gieo trong nước mắt sẽ gặt giữa ca mừng, người đi trong gian khổ sẽ về giữa tiếng reo. Hôm nay ta lo toan mồ hôi lá cha rơi,
mai đây ta hân hoan ôm về bông lúa tươi cười. Người gieo trong nước mắt sẽ gặt giữa cát, người xa đi dân khô sẽ về giữa tiếng reo. Hôm nay ta lo toan mồ hôi lá trá rơi, mai đây ta hân hoan ôm về bông lúa tươi tiên. Mai đây ta hân hoan ôm về bông lúa tươi cười. Mai đây ta hân hoan ôm về bông lúa tươi cười. Người gieo trong nước mắt sẽ gặt giữa ca mừng, người ra đi dân khô sẽ về giữa tiếng reo. Hôm nay ta lo toan mồ hôi lá trá rơi, mai đây ta hôn hoan ôm về bông lúa tươi cười. Đó, các bạn xem thấy rồi đó, lúa nó đầy rồi, lúa nó đầy chỗ trống rồi, nó hết trống rồi cả nhà. Đó, cứ tiếp tục cứ như vậy đó. Bây giờ mình đã thấy đất trống chỗ này nè cả nhà, rồi một ít chỗ này nó lại còn ướt, còn có nước đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ giảm nhé. Đó, anh nhìn thấy không, mình lấy lúa từ bên này xong đó mình đưa thả chỗ này. Mình cứ tiếp tục như vậy đây cả nhà ơi. Công việc của mình là giảm lúa đó cả nhà. Đó, lấy chỗ nào nó dày dày để thả. Các bạn xem lúa mình bị cỏ lắng á, nó không mọc được á nhiều, chỗ trống khác là cả nhà nhưng không có nước nha, cho nên không có giảm được. Bây giờ mình sẽ giảm cho đây. Lúa đáng lẽ nó phải tốt như thế này đó cả nhà, còn bên kia không có nước á, thiếu nước thành ra nó vàng đó cả nhà. Chỗ nào mà nó thiếu nước mình bón phân nó dễ vàng lắm, nó không có lên tốt mà nó lại ngược lại nó vàng. Đó, mình cứ lấy chỗ nào lúa dày á, mình cứ tiếp tục như vậy thôi cho đến khi nó phủ đầy cái mặt trống đó. Cái này mình chia sẻ cho vui thôi cả nhà. Nông thôn chúng tôi ai cũng làm ruộng hết, biết về cái này hết rồi cả nhà. Mình chia sẻ cho các bạn biết thêm, mình biết về công việc của mình thôi. Rồi những người chưa biết thì em cho biết, rồi em để mình muốn về công việc của chúng tôi ở nơi nông thôn này hay vùng quê này. Hàng ngày chúng tôi làm gì nhiều khi hồi xưa đâu có ai chia sẻ đâu, đâu có ai biết. Bây giờ thời buổi thông tin có YouTube đây nè, người cùng chia sẻ về cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mọi người cùng biết. Đây, cùng hỗ trợ lẫn nhau, người bên sống á, hỗ trợ lẫn nhau hết á.
người làm nông thì làm ra thóc, mình thường hay nói. Rồi bán thóc, rồi những người không có làm nông họ sản xuất kẹo, sản xuất những vật dụng, những đồ dùng cho người nông dân cần, thì cái gì cũng hỗ trợ lẫn nhau hết. Ngay cả công việc mà đi lượm phân bò đó, tôi cũng phải tôn trọng họ lắm. Mình đâu có làm được, nhưng mà họ làm được. Họ đi lượm phân bò, họ bán cho những người cần. Người cần cái phân chuồng đó để bón cho cà phê, bón cho các cây trồng khác. Đó cả nhà, toàn là giúp đỡ lẫn nhau. Những người làm YouTube đây nè, chúng ta cũng hỗ trợ lẫn nhau. Người này coi kênh người khác coi kênh người khác. Thì nhiều khi mình học từ người khác chia sẻ lắm. Ví dụ chúng tôi làm YouTube, chúng tôi không biết cách làm như thế nào, chúng tôi gõ trong Google, gõ trong search trong mạng á, chúng tôi thấy được những cái chúng tôi cần, chúng tôi làm. Hoặc là làm nông cũng vậy, ở nơi nào người ta mua giá lúa cao hoặc là mua những nông sản khác, rồi hoặc là chúng tôi cần mua cái điện thoại, hoặc là chúng tôi cần học biết về cây kim bồ chống rung là chúng tôi phải làm gì. Chúng tôi gõ có những người chia sẻ trong đó, chúng tôi làm được, làm theo, được hỗ trợ đó. Dạ đó, đó cái gì chúng ta đừng có khinh thường lẫn nhau nhé. Công việc cái gì cũng hỗ trợ lẫn nhau hết á, dù công việc nhỏ việc lớn, hoặc là dù công việc ở nông thôn hoặc ở thành thị, hoặc là công việc làm nông, hoặc là công việc công ty, người giám đốc, hoặc là những người công nhân. Nhưng mà nhiều người không hiểu, họ kêu okay, cười, họ nói người này kia. Sao xa nó rất là lợi cho mình. Đó. Bây giờ mình làm YouTube, con người thì thương chúng tôi, ủng hộ, subscribe, like, share. Đó, đó là hỗ trợ đó. Đăng ký kênh, chia sẻ. Rồi thích cái kênh của mình, như thế đó. Đó là hỗ trợ lẫn nhau đấy cả nhà.